Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới một cái intro khác nhá. Let's go. Hôm nay thì mình sẽ làm món vịt lộn cũng như là cút lộn nướng với muối ớt nha các bạn. Hôm bữa thì mình đã ăn hột vịt lộn luộc rồi. Hôm nay thì mình sẽ ăn nướng muối ớt lên và ăn nha. Thì ở đây mình mua 5 hột vịt lộn với lại 25 hột cút lộn thì là 50 các bạn ạ. Trời ơi nó rẻ. Hôm bữa mình mua có mấy hột vịt lộn thôi mà đã gần 50 rồi. Hôm nay mình mua cả đống này mà chỉ hết có 50, các bạn thấy rẻ không? Mà mình nhớ là hồi nãy mình kêu là 4 hột vịt lộn với cả là 20 hột cút lộn. Nhưng mà cái cô bán kêu ấy là làm 4 hột vịt lộn cũng như là 25 hột cút lộn đi cho tròn 50. Thế quái nào mình lúc mà mình về thì mình thấy 5 hột vịt lộn các bạn ạ. Đấy, mà thôi. Úi dồi, nó bị mờ hết rồi này. Kiểu hơi nóng nó phá lên mờ hết đấy. Cho nên là thôi chúng ta vào việc nhá. À quên, đầu tiên là mình phải bóc cái đống này ra. Mình bỏ vào cái giấy bạc đã. Rồi, sau khi bóc xong thì chúng ta được thành quả như này các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vào cái nồi chiên không dầu để nướng nhá. Nghe là nồi chiên nhưng mà thực ra là cái nồi để nướng đấy các bạn ạ. Đấy, thường thì mình nướng cái gì mình hay bỏ cái nồi này. Thì chúng ta có 5 hột vịt lộn, vậy là 25 hột cút lộn. Nhưng mà cái hột cút lộn đấy thì nó hơi khó bóc một chút xíu, cho nên là quả được quả vỡ các bạn ạ. Hy vọng mọi người thông cảm nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi làm nước sốt. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ đây một ít muối nha. Bỏ thêm đường này. Thêm một chút nước mắm. Bột ớt. Tương ớt. Phát thêm chanh vào nha. Cái này thì mình nghĩ là tùy vào mỗi người ướp như thế nào thôi các bạn ạ. Chưa không có một cái công thức cụ thể nào đâu. Rồi, ngoài đều lên nhá. Phi hành tỏi lên này, đảo đều, uột. Đảo nhanh nhá anh em. Sau đó là chúng ta sẽ đổ luôn cái này vào nhá. Đấy. Rồi chúng ta đun lửa nhỏ cho nó kẹo kẹo này là ok. Rồi, là chúng ta đã có được cái công thức muối ớt rồi nhá các bạn. Cái này mình sẽ ướp theo tiếng gọi của tổ tiên thôi, chứ chắc là không có một công thức nào cụ thể đâu. Bắt đầu là nướng rồi nhá. Làm thêm mỡ hành nhá các bạn. Đấy, tí nữa bỏ lên ăn cho nó ngon. Uột, để nó sôi sôi này cho tắt đi luôn. Thì tí nữa kiểu gì cũng được. Rồi, cũng hơi nóng nóng các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ cái nước muối ớt lên nha các bạn. Đó, cái gia vị lên. Hấp dẫn chưa? Nhìn cũng hấp dẫn rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ bỏ mỡ hành lên nha các bạn. Lẽ ra là mình sẽ bỏ thêm cả đậu phộng nữa nhưng mà tiếc quá, hết đậu phộng rồi. Rồi, tầm này chắc là nướng tầm 5-10 phút nữa. Rồi sau đó là chúng ta sẽ ăn thôi các bạn. Vãi, sao bây giờ nó kiểu ngập nước cái này. Nhưng mà thôi kệ, cho thêm ít cái lá rau răm đi nữa anh em. Đó, nhìn rất là hấp dẫn hơn đấy. Rồi, và xong xuôi đầu đuôi câu chuyện rồi đấy các bạn. Nhưng mà mình có cảm giác là nó hơi bị ấy một chút xíu các bạn. Kiểu cái lá này đấy, bỏ vào thì nó cũng không giải quyết được vấn đề gì nhiều. Hơi tiếc một chút xíu các bạn ạ. Đó chính là chúng ta không có cái đậu phộng hay là miền Bắc gọi là lạc ấy. Bởi vì nếu bỏ vào ấy thì nó sẽ thơm và ngon hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì may quá mình cũng bỏ được tí rau răm cũng như là mấy cái này vào. Nướng xong thì tự nhiên nó lại có nhiều cái này lên đấy các bạn. Nó có nhiều cái nước ấy. Bình thường thì người ta hay nướng ở trong cái ly mà ly sành ly sứ rồi đấy, nhưng mà mình thấy là bỏ đây nướng thì nó cũng thế à, mà thậm chí là nhìn nó lại còn có vẻ nướng được nhiều hơn đấy, ăn thì kiểu là tô bánh canh các bạn. Và ngoài ra vâng vẫn là rau răm thôi các bạn. Và nước hôm nay chúng ta uống sẽ là Pepsi không calo vị chanh muối. Ok, ui cay thế, ui vãi, sao cái hộp vịt lộn nó cay vậy ta, hình như hồi nãy mình bỏ hơi nhiều ớt rồi á. Đây luôn nha anh em. À hôm nay mình đặt cái intro là Vũ ăn Vũ kể. Bởi vì là hôm nay mình thấy có khá là nhiều chuyện muốn kể với mọi người cũng như là tâm sự. Lời đầu tiên mình muốn kể với mọi người đó chính là cái kênh của mình đã chính thức được bật kiếm tiền nha mọi người. Cho tới tận hôm nay thì mới được duyệt xong tất cả mọi cái để chúng ta có thể bật kiếm tiền. Và bắt đầu kể từ hôm nay các bạn sẽ thấy quảng cáo chạy ở dưới video của mình. Nếu bạn nào mà thấy quảng cáo bạn thể xem ủng hộ mình để mình có kinh phí để làm thêm những clip phút tiếp theo nha. Còn bạn nào mà xem cái YouTube Premium ấy thì các bạn sẽ không cần phải xem quảng cáo đâu, bởi vì chỉ cần các bạn xem thôi là YouTube nó sẽ tự động trả lương cho các creator như bọn mình. Đấy cho nên là các bạn đừng sợ nhá. Bởi vì hôm bữa có bạn kêu ấy là tiếc quá em xài YouTube Premium cho nên là em không xem quảng cáo ủng hộ cho anh được. Các bạn yên tâm là kể từ bây giờ mình sẽ bắt đầu nhận được lương của YouTube rồi. Kể cả các bạn có xem quảng cáo hay là các bạn xem qua YouTube Premium. À thêm một chuyện này muốn kể mọi người, đó chính là cái vấn đề là 5.000 sub. Bởi vì là lần trước là mình được 2.000 sub ấy, thì mình có bảo ấy là bữa nào mình được 5.000 sub thì mình sẽ làm một cái clip ăn mừng, đúng không các bạn? Nhưng mà mình không ngờ được là mình được 5.000 sub nhanh quá. Mình chưa kịp chuẩn bị gì luôn. Như mọi người thấy là từ cái clip 2.000 sub đến 5.000 sub thì mình chưa tới 2 tuần nữa.
tầm 9-10 ngày đấy là mình đã đạt được con số đó là 5.000 sub rồi, cho nên là mình nghĩ là ăn mừng nó là một cái dịp trọng đại. Ví dụ bây giờ mình làm cái clip là ăn mừng, kiểu ăn mừng hộp Vịt Lộn này 5.000 sub cũng được đúng không, nhưng mà nó không có kiểu đặc biệt đấy, mình muốn là nó có một cái gì đó đặc biệt, cho nên là mình nghĩ là mình sẽ dồn đến tầm 10.000 sub thì mình sẽ làm một cái món ăn đặc biệt để ăn mừng cùng với mọi người nha. Mọi người thấy sao? Chứ mình không muốn là làm một clip ăn mừng cho có lệ, cho nên là mình sẽ chờ tới 10.000 sub. Các bạn thông cảm giúp mình nha, bởi vì thực sự nó lên hơi nhanh á, nên là mình cũng không chuẩn bị kịp. Và mục tiêu của mình trong năm nay thì mình sẽ cố gắng đạt được nút bạc nếu có thể. Và tất nhiên rồi, vẫn luôn là cần cái sự đồng hành cũng như là sự hỗ trợ của mọi người bằng việc là bấm like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Yêu các bạn vãi nổi. À thực sự là mình không muốn flexing đâu. Ở tập trước có bạn kêu mình ấy, là mày đã có 5.000 sub thì mày đòi có kinh nghiệm với ai. Nói không phải khoe chứ sau 8 năm làm YouTube thì mình cũng có được một nút vàng cũng như là 8 cái nút bạc. Thì mọi người phải hiểu là mình có kinh nghiệm làm YouTube hay không. Nên là những cái góp ý của mọi người ấy, thì mình mong là mọi người hãy góp ý vào cách để ăn uống này, hay là cách ăn món này, cách ăn món kia, hay là thậm chí là mua trang bị này, mua trang bị kia. Chứ mọi người góp ý với mình về cái vấn đề là làm YouTube thì nó bị thừa. Bởi vì mình đã làm suốt 8 năm rồi, mình cũng đã hợp tác với rất là nhiều những chuyên gia ở bên YouTube rồi, nên là mình biết là tại sao cái kênh nó như này. Chả qua là mình không đủ trình độ để mình sửa thôi. Nên là mình hy vọng là các bạn xem video ấy, các bạn cứ vui vẻ thôi. Chứ mình thấy các bạn cứ phải nhọc công, các bạn suy nghĩ giúp mình ấy, như thế thì nó mất thời gian của mọi người và nó cũng chả được cái gì. Anh em xem clip rảnh rảnh bỏ lại một like ủng hộ cho mình là mình vui rồi. Nói nhiều quá, uống miếng nước. Trời ơi, Pepsi không calo mà uống nó ngon vãi. Không quảng cáo đâu nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm món vịt lộn cũng như là cút lộn nướng nhá. Hồi nãy là mình tính là mua có 4 hột vịt lộn thôi, bởi vì là dạo này mình cảm thấy cuộc sống nó khá là may mắn và nó không gặp nhiều bế tắc, cho nên là mình cũng không muốn lộn lại. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì chắc cũng gặp nhiều bế tắc á, nên là thôi, mình sẽ lỡ ăn 5 hột thì ăn luôn. À hình như cái này có thêm cả cái hành phi cũng như là có tóp mỡ luôn thì nó sẽ ngon hơn đấy. Nhưng mà nói chung là tùy cái việc mà tẩm ướp gia vị của mỗi người thôi. Đây, mời các bạn nha. Hột cút lộn. À, hồi mình mới vào trong Sài Gòn đấy thì mình hay nghe người ta kêu là vịt lộn xào me, cút lộn xào me. Mình nghe xong thành cứt lộn anh em ạ. Mãi nổi, mình cứ nghĩ ui sao cứt lại đi xào me nhỉ? Bởi vì hồi nhỏ mình không biết là có con chim cút đấy bạn ạ. Hóa ra là trứng cút đấy các bạn ạ. Thề đấy là một cái kỷ niệm mà mình cứ cứ thắc mắc suốt mấy năm. Rồi sau đó là mình bắt đầu mình ra mấy công viên đấy. À, hóa ra đó là cút lộn. Mời mọi người nha. Vừa. Đầy đủ. Nhưng mà không biết là ăn hết được không? Nhiều quá. Mỗi lần nói đến sức ăn nó hơi nhiều mà nó cay đấy các bạn, bỏ hơi nhiều ớt, quên các bạn chờ xíu để mình đi lấy quả ớt của mình đã. Đây các bạn ơi, quả ớt của mình hôm nay nó chín rồi nhá. Đấy, nó chín đỏ này, này cho nên là nó to hơn là quả ớt hôm bữa. À, mời các bạn miếng nha. Uầy 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 uầy. Tí thì rồi, đỡ ngán hơn hẳn các bạn ạ. Rồi, lại tiếp tục là thể hiện cái trình độ mồm to bằng việc là ăn nguyên một quả vịt lộn nhé các bạn. Ui, hình như vẫn bốc khói nha các bạn, không thấy đúng không? Không biết là mọi người có thấy bốc khói không ta? Dạo này lại bắt đầu mụn hai bên bên đây này. Đấy, mình chả hiểu sao mụn hai bên đây với cả mụn ở dưới cằm nữa. Bắt đầu mọc lên từ cái hôm ăn mì cay á. Mời cả nhà thân yêu của mình nha. Mọi người ăn cơm vui vẻ nha. Ủa. Nóng. Tham ăn. Nó là hơi mặn nên mình cũng không cần phải chấm. Không, vừa chứ mặn. Quả ớt này màu đỏ nó ngọt, nó giòn, ăn ngon vãi, nó dội mắt. Mình nhớ như là hai quả mình mua là
bốn mấy nghìn hay là năm mấy nghìn á. Dạo này đang cố gắng cải thiện cái mức độ ăn của bản thân lên. À, hôm bữa các bạn kêu mình á, rất nhiều bạn, rất là nhiều thật, là kêu là đi ăn mấy cái đặc sản của từng vùng từng miền, đúng không? Tại vì mình làm mấy clip bánh xèo á, bánh xèo Bình Định á, thì mọi người kêu là cái đấy là bánh xèo vỏ á, cho nên nó màu trắng. Có bánh xèo màu vàng luôn. Cay đấy. Nhưng mà cái bánh xèo đó là đặc sản bánh xèo vỏ các bạn. Ăn nó sẽ như thế. Nhưng mà cái vấn đề mà đi ăn đặc sản ở từng miền ấy, nếu mình đặt ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó sẽ không được chính xác 100%. Theo như mình thấy, cho nên là mình đang muốn ấy, là bữa nào mình sẽ được tầm 100 ca súp đi, thì mình sẽ đi làm vlog du lịch luôn. Nghĩa là mình sẽ đi khắp Việt Nam và mình tới từng nơi để mình ăn những cái món ăn đấy. Nhưng mà nếu mà rảnh nha, thì mình sẽ cố gắng làm như thế. Không biết là các bạn ủng hộ hay không. Nếu các bạn ủng hộ thì tại sao các bạn chưa bấm like và chưa đăng ký kênh? Nếu các bạn chưa đăng ký. Bởi vì bình thường á, mình thấy là view của mình cũng khá cao á, nhưng mọi người không có đăng ký kênh của mình á. Nên là mình mong là mọi người ủng hộ mình bằng việc đăng ký nha. Không mất cái gì của các bạn đâu, không mất tiền hay là không mất cái gì đâu. Nhưng mà bù lại thì nó sẽ giúp cho mình có thêm rất là nhiều động lực. Sau 2 tháng làm không công thì cuối cùng tôi cũng đã bật được kiếm tiền rồi. Mừng quá các bạn ơi. Nhưng mà ví dụ mốt là mình có đi lên những cái tỉnh kiểu miền cao nhá, thì mình cũng ăn thì kiểu là ăn trâu gác bếp thôi. Hay ăn gì thôi. Các bạn kêu mình ăn pịa mình ăn đâu nhá. Nói trước đấy. Không ăn pịa không ăn nổi ấy. À, quên mất. Vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Mình thấy có rất là nhiều bạn kêu á, anh ơi, người ta hay nói cái món hột vịt lộn là cái món ăn kinh dị, anh nghĩ sao điều này? Thì mình thấy là cái này công tâm của mình mà nói nhá. Bởi vì người nước ngoài họ cũng nói là món ăn vịt lộn ấy là món ăn kinh dị, không ăn được. Nhưng mà để mà công tâm để mà nói nha các bạn, dựa trên phương án toàn thế giới thì mình nói, thì mình cũng phải công nhận là hột vịt lộn là một món ăn kinh dị các bạn ạ. Và chúng ta không nên ăn. Bởi vì nó ngon kinh dị luôn anh em. Thề kiểu anh em ăn xong ấy là anh em lại muốn ăn thêm. Đấy, cho nên là kiểu nó ngon kinh dị quá, ăn xong là ăn thêm, nên là mình khuyên không nên ăn. Bởi vì ăn nhiều quá thì không có tiền để mà gọi là mua đó, xong rồi lại thèm. Ngon vãi luôn, nó thèm. Cho nên là mình thấy là ai ăn được thì ăn, còn không ăn được thì thôi. Đấy, mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ cũng như là một cái quan điểm khác nhau. Đừng bắt người khác làm theo ý của mình. Ví dụ các bạn không ăn được món này thì các bạn cũng đừng bắt người khác là mày không được ăn món này, tao không ăn được món này cho nên mày không ăn được. Đấy, mỗi người họ sẽ có một cái quan điểm khác nhau, làm sao mà ép người khác làm theo quan điểm của mình được, trừ khi đó là luật, ví dụ luật mà cấm làm cái này hay luật cấm làm cái kia. Đấy, thì đấy là một cái bộ máy nhà nước đã ban hành ra rồi thì chúng ta sẽ không nên làm theo. Còn ví dụ như cái món này người ta đâu có cấm đâu, người này ăn được người kia ăn được, còn ví dụ bạn không ăn được thì thôi, bạn để người ta ăn. Đấy, cho nên là theo bản thân mình thấy thì đây là một món ăn kinh dị, không nên ăn, bởi vì nó quá ngon. Nếu mà ăn thì chúng ta sẽ lại thèm và chúng ta lại muốn ăn tiếp, tiếp tục thể hiện cái trình độ mồm to. Nó nóng lắm. Rau răm đấy bạn. Cả tuần cho ăn rau răm rồi. Ăn một ít chắc không sao. Ớt này ngon. Không những to như ớt của mình mà còn ngon hơn cả ớt của mình nữa nha. Ăn thích thực sự. Không biết là các bạn muốn mà clip nào mình cũng có quả ớt này không. Mình thấy là các YouTuber khác họ có một cái đặc điểm riêng trong mỗi clip. Ví dụ người thì sẽ ăn nhiều cái này ăn nhiều cái kia. Mình cũng muốn có một cái đặc điểm riêng, đó chính là clip nào mình cũng
ăn một quả ớt to như này, bởi vì nó rất là ngọt các bạn, nó hơi the thôi nhưng nó ngọt, nó không cay, kiểu nó khiến chúng ta chống được ngán đấy các bạn, cũng được. Các bạn ăn một quả nhá, ủa 5 quả ăn được các bạn ơi, mình đang cố gắng gia tăng sức ăn của bản thân. Hôm qua có bạn bảo mình ấy là các youtuber mukbang ở bên Hàn Quốc ấy, thì họ sẽ ăn, họ sẽ nhịn từ sáng đến tối để họ ăn một bữa thôi, thậm chí là họ nhịn 2-3 ngày để họ ăn một bữa. Nhưng mà các bạn biết không, những người đấy ấy, là họ gọi là một cái công việc của họ rồi, và đó họ đi theo công ty ấy, và công ty họ sẽ định hướng cho họ như thế. Còn mình ấy, mình thì chỉ làm những clip như này cho vui thôi. Đấy, anh em xem, anh em quý anh em xem, anh em ủng hộ mình ấy, thì mình cảm ơn. Còn anh em nào mà thấy mình ăn ít quá hay là không biết cách ăn ấy, thì các bạn có thể không xem. Chứ mình không thể nào bán sức khỏe của mình để mà mình có thể làm theo những cái người như thế được. Bởi vì là thậm chí ấy, là tiền lương của họ ở bên Hàn Quốc cũng gấp 5, gấp 6 lần ở Việt Nam mình. Còn mình mà nhịn đói kiểu đấy ấy, chắc là cỡ 2-3 tháng thì mình sẽ phải nằm viện, bởi vì là phải chữa cái dạ dày đấy các bạn. Và cái bệnh dạ dày thì nó rất là nguy hiểm, nó sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của mình. Cho nên là mình không muốn trở thành một idol nhé mọi người. Mình chỉ muốn là mình là mình, còn các bạn là những người xem của mình. Các bạn quý mình, các bạn xem mình, các bạn bấm like, các bạn ủng hộ cho mình, thì mình thả tim lại cho các bạn. Còn nếu như các bạn mà không thích mình thì các bạn có thể qua xem người khác. Chứ mọi người đừng có bắt mình là phải trở thành một idol hay là một cái gì đó nha. Mình trước giờ ấy, là mình luôn có quan điểm là Vũ Lít và những người bạn, chứ chả bao giờ là idol và fan hâm mộ hết. Mình muốn là mình với các bạn sẽ là những cái không có cái rào cản nào hết, chỉ là những người bạn thôi. Nhưng mà mình nói thôi chứ bạn nào mà qua nhà mình ăn thì mình không cho ăn đâu, bởi vì mình sợ là các bạn sẽ ăn hết phần của mình ấy. Mời các bạn nha. Trời ớt này ngon quá hả. Mình ăn hết 5 hộp vịt lộn rồi. Còn khó, rồi mình gọi có 4 hộp à. Thế là 25 cái hộp phút lộn, 20 thôi. Đấy. Nhưng mà cô chủ có kêu là mua 4 hộp vịt lộn với lại 25 hộp phút lộn là tổng cộng 50, cho nó chẵn. Thế quái là mình mua xong về thành 5 hộp vịt lộn, đồ ăn nó bị thừa. Mấy bạn miếng nước không? À thôi, đợi nó ăn xong đã uống các bạn ạ, chứ không nhìn nó hơi mất lịch sự đúng không? Mời các bạn nha. À, quá đã. Mình thấy có nhiều người khoe sức ăn là ghê lắm, kiểu ăn hết được mấy cân cơm hay mấy cân thịt ấy. Nhưng mà mình thấy là các bạn ấy cũng bóc phốt mấy người đấy trên mạng khá là nhiều, kiểu là ui thằng này ăn xong rồi toàn cắt xong rồi nhổ ra, ăn cắt xong rồi nhả ra đấy. Còn mình thì mình chả sợ, mình không ăn được thì mình nói mình không ăn được. Cho nên là các bạn có thể thấy mấy cảnh mình cắt ấy, thì các bạn cũng chả nói mình nhả ra được, bởi vì là mình chỉ ăn được như đấy thôi. Các bạn nhìn người bình thường, mình ăn thua người bình thường thì nhả ra là cái gì, đúng không anh em? Còn 2 quả mà thấy no lắm rồi đấy các bạn ạ. Mời mọi người nha. Không biết hạt không? Rất ít hạt luôn. Giòn, ngọt. Hơi tiếc thiếu đậu phộng các bạn. Nhưng mà nướng ở trên đây thì nó sẽ ngon hơn là không. Nướng trên đây mình thấy nó cũng giống như kiểu nướng ở kia đâu. Trên đây nó cũng giống như kiểu nướng ở mấy cái ly sành thôi. Mình chưa ăn món này bao giờ. Đây là lần đầu tiên mình ăn và cho chính mình làm nữa. Mình thấy cũng được, cũng ngon. Thực ra nó không khác so với lại hộp vịt lộn luộc chấm với lại muối tiêu lắm đâu. Và thêm cái muối ớt này thôi các bạn. Sốt muối ớt này giống với sốt chấm ốc các bạn. Nó thơm thơm, thơm thơm vị mắm nhá. Nhiều bạn kêu là mắm khắm vãi các bạn kêu thơm. Nhưng mà nó lại có cái vị thơm riêng của nó. Vị thơm khắm các bạn. Vị thơm khắm của nước mắm. Nghe nó cứ bựa bựa nhưng mà nó là sự thật các bạn.
ngon. Đúng rồi. Mà làm mấy cái này cực lắm các bạn. Nữa làm xong rồi dọn là mệt luôn. Mệt nghỉ luôn. Giá thì chắc là giá gấp 2, gấp 3 lần khi mà mua ở quán. Nhưng mà dẹp thì nó cực. Chứ là mua ở quán thì có mấy cái món kiểu là món mì cay á. Thì chúng ta mua đồ người ta chưa làm về thì về làm thì vừa rẻ lại vừa dọn nó lại cũng tiện. Không. Mì cay thì mua về nó vừa mắc. Dọn nó vừa lâu chứ. Đúng không? Hả? Món mấy món này mình tự mua từ ngoài chợ, mình về mình làm thì nó sẽ ấy hơn, nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn. Cái việc mình mua sẵn ở ngoài đấy, nhưng mà cái kia ăn xong vứt đi thôi, cái này ăn xong rửa bát, rửa chén các thứ, mệt luôn các bạn. Mấy cái hột cút lộn này thì nó không có ấy được các bạn, nó không có, lúc mà mình bóc nó vỡ hết đấy. Chắc người ta làm cút lộn xào me được ta. Hay là dòng bốc ngu nhỉ? Chắc là bốc ngu á. Đây rồi, quả cuối cùng các bạn. Mời mọi người nha. Mời cả nhà thân yêu của em. Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Nếu mà ai yêu quý thì nhớ like nhé. Nó cong bụng không? Ăn bữa xong chắc phải mấy tháng nữa mình ăn hột vịt lộn lại các bạn. Giờ trong đầu mình toàn hột vịt lộn thôi. Tớn luôn á. Ăn mấy miếng đầu thấy nó ngon nhưng mà kiểu ăn thế quả thứ tư rồi đấy. Rồi ăn quả thứ năm thấy nó ngán mãi luôn anh em. Nhưng mà vẫn phải cố ăn hết không? Không để phí của trời. Đấy. Vì thế mà mình thường làm mấy clip ấy, mình cố gắng ăn cho nó vừa đủ thôi. Không nên ăn nhiều quá, mặc dù ăn nhiều quá người xem nó thích mắt đúng không? Nhưng mà ăn không hết á, đổ đi nó bị phí. Mình bị sau kinh nghiệm nhiều lần đổ đi rồi thì mình đã phải quyết định là mình làm ít thôi, ăn ít thôi các bạn. Cho đỡ phí. Ăn nhiều đổ đi phí của trời. Uống nước các bạn ơi. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại cho mình một like cũng như là chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.